Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Mà có mùa về cả sông lúa sâu, người ta xin như trường bầu đông nhà. Người ta xin như trường bầu thank you.
thiết chân kinh cứu cổ cứu lăng năng cứu dòng bảy năng cứu bách lạc nam mô tiêu tai dương thọ dược chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô tiêu tai dương thọ dược chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô tiêu tai dương thọ dược chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Sĩ Loan Thánh Giá ơi cung có lệnh truyền ra Đức Đại Vương nghe trần triều, có lệnh truyền ra các quân thủy bộ cùng lại chư sinh đã phạm làm thành ngô binh, đã phạm làm thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi. Thánh Giá hồi cung đời chân thì mở mang làm hài đức ông đệ tam miên ngày dòng dõi kiêm chi giáp mã binh tùy ra hồi cung ái đương thân kim cô đệ nhất nam đức bà hương là đất ni châm oanh ngọc diệp dành dành cô nhất kiêm chi ngọc diệp dành dành thái sư thường phụ chức dày thánh gia hồi cung trên tòa vàng trông ơn thánh mẫu di nưỡng ban phụng sự cô đôi thiên hạ được nhờ cô đôi tối linh thiên hạ được nhờ